Thì đó. Thì ba bỏ lên YouTube đi cho họ họ vô hồn lại. Họ thích đấy. Tôi làm gì con? Tôi mới. Anh mua dâu có chỗ mua rồi á. Anh xong làm chi tôm hả? Đi mua con. Đi mua. Đi mua. Để làm chi? À, một cặp để đi mua con. Đi học. À, đi học. À. Tôm thích cặp chi? À, cặp sinh nhân. Tẹp đi không? Có hả? Ờ, ai nữa? Hả? Thế rồi hả? Ba rồi. Ờ, ai kể ba nghe nữa? Hả? Ai mà hết? Ba người đấy hả? Ờ. Ba người là ai vậy ai con? Ở bên người tẹp. Ba bên người tẹp em tôm. À, tẹp cùng đi hả? Ba người tẹp cùng đi hả? À, rồi. Ok. 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 Ừ. Thì đợi bà ăn xong và đi luôn hay là để ăn bà ăn xong rồi bà nghỉ ngơi đã? Ăn xong đi luôn hả? Nghỉ ngơi à? À.